Tôi phản bội người yêu bao giờ chưa? Có ạ, à, em phản bội người yêu rất nhiều lần và bị phát hiện rất nhiều lần. Em cũng đâu có vừa đâu mọi người. Sao em nhiều chuyện vậy? Nói chung là mình đã phản bội người yêu mình rất nhiều lần. Chẳng hạn như là mình cũng nói chuyện người này người kia, xong rồi bị phát hiện, xong rồi nhưng mà người ta vẫn thôi tha thứ. Mới nói chuyện thôi chứ làm gì đâu. Sao người yêu chị dễ dãi? Mới nói chuyện thôi, chưa có làm gì hết, chưa có đi chơi, chưa gặp mặt gì hết. Tại vì là may là phát hiện cái đoạn nói chuyện nha. Mà thật sự mà nếu như không phát hiện cái đoạn nói chuyện thì đi đến đâu đúng không chị?